Ok, hello các em, chào em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ bắt đầu cái series đó chính là chơi Minecraft ở trong server của mình. Mình sẽ chọn là Skyblock để tiến hành cái series này. Rồi và đây là cái đầu tiên mình mới tạo đảo xong em ạ. Mình quyết định là mình sẽ trở thành Robinson trên đảo hoang. Chúng ta sẽ sinh tồn ở đây. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ mặc bộ quần áo đi vào. Ôi, không gì ạ? Đây. Muốn làm gì thì làm. Đầu tiên là mình phải mặc cho mình bộ quần áo đã. Rồi mình có nhớ là mình có một cái cúp mà. Ok. Bây giờ mình sẽ đập một cây đi. Rồi. Những cái công việc đầu tiên luôn luôn là những cái công việc chán nhất. Đó chính là mình luôn luôn đi đập cây nghe mà. Rồi. Đấm cây bằng tay mình cảm thấy nó có vẻ là hơi khó. Rồi mình không biết tự nhiên mình lại chuyển ra thành bàn gỗ làm cái nồi gì nữa. Mà cứ tạm thời là như vậy. Bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ làm một cái bàn chế tạo đi. Một cái bàn chế tạo đã. Ok, một cái bàn chế tạo mình sẽ đặt nó ở đây. Bây giờ thì chắc là mình sẽ làm những cái công cụ nó cơ bản trước đi. 1, 2. 1, 2 và một cái xẻng ở đây. Mình đã có cúp rồi nên chắc là mình sẽ không làm cúp nữa. Và bây giờ thì mình sẽ kiếm chỗ farm. Đầu tiên phải đập cái này đã. Ồ, mình có cả hoa luôn này. Mình sẽ đập mấy cái này với hy vọng chúng ta... Ý! Ok, ngon. Mình đã có được cái hạt giống đầu tiên. Và đây là con gà của mình. Mình có gà anh em ạ. 1, 2. Và đây là cái đảo này của mình có cả lúa nữa rồi. Mình không phải lo về cái vụ lúa hay là cái gì nữa. Rồi, bây giờ thì chắc là mình sẽ đào dọc chỗ đi. Chúng ta sẽ phải... Mình sẽ phải làm một cái chỗ để farm. Để farm đồ trước đã. Mỗi bên là 3 đúng không? Mình sẽ lấy cái ô này là ô giữa. Vậy là bên này sẽ ra thêm một cái. Mình sẽ ra thêm một cái bên này. Bên này sẽ ra thêm một cái bên này. Ok. Như vậy là 1, 2, 3. Thế là bên này phải ra thêm. Phải ra thêm anh em ạ. 1, 2. Tí rít. Rồi. Online 1, 2, 3. Và đây sẽ là ô chính giữa của mình. Ok. Mình sẽ đào cái này ra. Mình sẽ đứng ở đây để farm. Mình nghĩ kia chẳng cần đâu. Bây giờ thì lấy cái này ra thôi. Nhanh chóng anh em ạ, nhanh chóng để đi farm đồ thôi. Bắt tớ heo. Mình có cái xô nước ở đâu vậy? Thôi mình sẽ không sử dụng xô nước. Mình sẽ chơi một cách rất là bình thường. Đầu tiên là mình sẽ đập cái này ra đã. Rồi. Và sau đó đổ cái này đây. Yep. Ace. Thì chúng ta có cái cuốc nên là mình có thể đào được khá là nhanh. Rồi mình có mấy cái đồ nhặt xịt này. Oh yeah, có vẻ như là mình sẽ phải đứng ở đây để farm đồ được. Không phải luôn. Vậy thì mình sẽ phải đào cái này ra rồi. Mình sẽ đào cái này ra, mình sẽ đứng ở đây đi. Ok luôn. Với cái việc mà chúng ta có thể mai sau ấy thì khi mà mình nâng cấp đảo lên thì mình sẽ xây dựng nhiều cái máy farm hơn. Và mình sẽ xây dựng đảo của mình chỉ toàn bằng những cái block này thôi. Mình sẽ xây dựng một hòn đảo chỉ bằng block vàng thôi anh em ạ. Đấy, thế nó mới ngầu. Kim cương có vẻ là hơi khó nào. Nhưng không sao, mình cần sắt nhiều hơn. Tạm thời chưa có kim cương được. Ok, cái này là cái gì? Cái đen thì là cái gì? À, thật là 4 thang luôn ạ. À, đây rồi. Mình đã có được kim cương đầu tiên. Ok. Rồi tạm thời như này đã. Và bên kia mình cũng còn một hòn đảo nữa. Chắc là mình sẽ đầu tiên là mình đổi. Ta sẽ nâng cái chỗ này lên đã. Mình nghĩ là mình sẽ phải mở rộng hòn đảo ra thôi nhỉ. Thôi chết rồi, cái đây. Mình quên mất là mình để nó bên này. Rồi đầu tiên là mình gỗ mình sẽ giữ lại. Còn mình sẽ đổi thành cái phiến đá này. Chúng ta sẽ nâng cái phiến đá lên và từ nãy giờ... What? Hình như là không có cái mầm cây là nó rơi xuống sao ấy. Oh yeah. Oh shit. Ôi xong em rồi. Mình... ấy đừng bảo là không có cái mầm cây nào nhỉ. Thôi sao? Vậy là chúng ta đã không còn cái mầm cây nào cả. Thật là khốn nạn. Đâu, bên kia vẫn còn cây anh em ạ. Không sao. Như vậy thì chắc là mình bây giờ sẽ farm thêm đá đi.
Nếu ta sẽ khai lên thiên đá để làm cái cầu bắc qua bên kia. Bên kia là mình nhìn thấy có một cái lò nung. Oh yeah. Rồi, tuyệt vời. Rồi, bây giờ mình nghĩ là mình sẽ phải thiết kế lại chỗ kia một tí. Mình có rất nhiều sắt ở đây và mình sẽ làm một cái hopper. Mình không nhớ cái hopper làm như nào cả, như là như này đúng không? Sai mẹ rồi. Finally! Hay là như này, không phải. Đây là cái xô rồi, như là chúng ta sẽ cần cái hòm như thế này. Đó. Và sau đó là cái hopper sẽ đặt như này à. Ok rồi, cuối cùng thì mình cũng đã nhớ lại được. Và có vẻ như là mình bị thiếu rồi, đáng lòng. Mình bị thiếu một gỗ. Thật, mình chắc sẽ sang bên kia rồi. Giờ thì tạm thời thì chúng ta cứ làm một cái hopper trước. Mình sẽ làm cái hopper trước đi. Ok, mình sẽ đặt được như này. Do lâu quá rồi mình không chơi sinh tồn nên là bây giờ mình đã quên mất mấy cái công thức chế tạo này. Rồi tạm thời như thế này đã. Bây giờ là mình sẽ đi farm thêm đá cuội để làm cái đường đi sang bên hòn đảo bên kia. Oh yeah. Ok. Nãy giờ mới đào được một viên kim cương thôi anh em ạ. Nhỏ vồn. Không biết là anh em có nhọn như mình hay không, nhưng mà mình thề là mỗi lần mà mình chơi Skyblock hay là nói chung là chơi mấy cái thể loại như này thì mình rất là nhọn trong việc đào khoáng. Đào mãi không ra kim cương thôi. Rồi, tuyệt vời. Và sắp tới server mình sẽ có mở ra một cái tính năng mới giúp cho những em nào mà không có điều kiện nạp thẻ vẫn có thể sở hữu được đồ VIP, nên là anh em hãy chờ nhá. Vào khoảng độ tháng 7 thì mình sẽ cho ra mắt cái tính năng đấy. Và tính năng đấy sẽ như nào thì chắc là mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn anh em luôn. Nó nói chung là what? Con gà của mình teleport à? What the hell, vừa đấy nó ở trên kia cơ mà. Con gà này muốn bị thịt à? Sao con gà này nó muốn bị thịt anh em ạ? Nó đẩy mình ra này. Con gà khốn nạn. Rồi. Nó dám đẩy mình ra anh em ạ. Thì anh em biết cái bộ đồ VIP mà phải nạp tiền rồi mới mua được ấy, ở trong server của mình. Thì mai sau mình sẽ có ra một cái tính năng, đó chính là anh em có thể kề quốc và sau đó thì sẽ đổi được cái món đồ VIP đó mà không cần phải nạp thẻ. Như vậy thì mình nghĩ là sẽ hỗ trợ được cho cả hai luôn. Thì những anh em nào mà có điều kiện nạp thẻ thì vẫn có thể nạp bình thường và mua đồ VIP, còn những em nào mà không có điều kiện nạp thẻ thì có thể bỏ thời gian ra để cày đồ và sau đó đổi. Mình nghĩ như thế thì sẽ anh em sẽ chơi sẽ được vui hơn. Và chắc là vào khoảng tháng 7 thôi. Nói chung là khi nào cái tính năng đấy ra mắt thì mình sẽ làm video hướng dẫn để cho anh em hiểu rõ hơn. Vì bây giờ thì mình cũng đang thực hiện cái tính năng này thôi. Nên là dù có nói thì anh em cũng chắc là chưa hình dung rõ là như thế nào cả. Ok. Đó rồi, đây rồi, mình sẽ các bạn chế tạo của mình. Sẽ đi ở đây làm con đường tình yêu. Rồi ok, mình nghĩ 64 là đủ rồi. Mình sẽ làm con đường đây. Đầu tiên là chúng ta phải mở rộng chỗ này ra đã. Đấy, mở rộng ra và mình sẽ bắt thẳng vào bên kia luôn. Mình sẽ đi qua bên này. Ok. Đây là giống như kiểu đại gia đang sống trên trời ấy. Anh em biết chú quậy không? Chú quậy nhìn thấy tôi nhưng ít ra vẫn còn có chị Hằng để gọi là tâm sự đúng không? Còn mình thì chỉ đúng là chỉ sống một mình thôi, không có ai cả. Có mỗi một con gà thôi anh em ạ. Mà con gà thì chỉ để thịt thôi chứ không làm gì cả. Tính ra chú quậy vẫn còn hên chán. Ở dưới trần gian thì như kiểu FA không có việc gì. Xong rồi tự nhiên đái gốc cây một cái. Thanh niên số đỏ nhất là mình biết. Sau khi đái gốc cây thì đã được lên trên cung trăng ở. Và lại còn được gặp chị Hằng nữa. Anh em biết chị Hằng ngon mức độ nào rồi đúng không? Nên là nói chung là có skeleton bên này rồi. Rồi mình đợi tí. Mình sẽ sang xử đẹp nó luôn. Vớ vẩn là nó lại xử chết mình. Mình còn có tí máu. Ok, mình còn 31 cái. Mình sẽ rẽ xem bên này. Chúng ta sẽ rẽ xem bên này đi. Rồi, tuyệt vời. Bây giờ thì đi xuống thôi. Mình sẽ đập mấy cái cây để ra trước đi. Mình... Oh shit. Thì như là bên này chúng ta không thể đập được hay sao? What? À, nó bị lag thôi anh em ạ.
Rồi và mai sau khi mà sang đầu tháng 7 mình sẽ nâng cấp VPS và lúc đấy thì anh em có thể chơi tuyệt vời hơn. Và nếu như đủ điều kiện thì chắc là mình sẽ mở thêm mini game cho anh em chơi, ví dụ như là mét cua hay là ai là kẻ hiếp dâm hay là ai là kẻ hiếp giết người hay là Sky War hay gì đó. Nói chung là nếu như mình vẫn còn đủ cái điều kiện thì mình chắc chắn là sẽ mở ra thêm một cái mini game nữa để cho anh em trong server chơi. Tại vì mình nghĩ là mấy cái Skyblock hay là Faction thì anh em chơi quá nhiều rồi, nó cũng sẽ dẫn đến tình trạng là nhàm chán, nên mình sẽ cố gắng mở thêm nhiều mini game cho anh em cùng chơi. Ô, mấy cái cây là Sida vừa leo anh em ạ. Nó không cho mình, nó không cho mình mầm cây à, không cho mình sự sống à. Fuck du, nó không cho mình thật này, cũng nặng. Nó bảo rồi, số mình chơi mấy cái này đen lắm thôi đấy, thề với anh em. Chơi mấy game khác thì mình không biết như nào, nhưng mà chơi mấy cái này mình rất là nhỏ. Nhưng em thấy vừa đấy là mình đập hai cái cây rồi mà không có một cái mầm cây nào cả. Đây là cái cây thứ hai. Ok, với cái số gỗ này thì mình nghĩ là mình sẽ đủ làm thêm một cái ấy nữa. Tạm thời thì mình sẽ giữ nó lại. Rồi, tuyệt vời. Bây giờ bên này là mình có ấy đúng không? Mình sẽ đào nó về bên kia luôn. Mình có đất này. Rồi, mình sẽ xây dựng luôn bằng cái khối ngọc quốc bảo ấy đi. Tại vì mình cũng chả biết dùng nó để làm cái nồi gì cả. Đấy, xây luôn để cho nó cứng. Rồi, đầu tiên là cho lên như này. Ok. 1, 2. Rồi, chúng ta đã có một cái cầu thang ngọc quốc bảo. Bây giờ thì đi về đã. Mình cần phải cẩn thận những cái chỗ như này. 1, 2, 3. Rồi, mình sẽ đi qua bên này thôi. Do là mình bây giờ đang kiểu bị yếu thực ấy, nên là giống như thể anh em là nó mang cái tính chất yếu sinh lý rất là cao. Rồi. Ok, mình sẽ đặt thêm mấy viên ở đây đi. Con đảo của mình sẽ xây dựng theo phong cách, đó chính là phong cách nhí nhố. Mình không biết xây dựng như thế nào cho đẹp cả, tại vì mình cũng không có nhiều kinh nghiệm chơi Skyblock cho lắm. Đó thôi, kệ chứ, đúng không? Chơi cho vui thôi mà, con gì đây? À, vẫn là con gà thôi. Mình thề với anh em là bắt tính đến bây giờ đã lần thứ 3 rồi, mình nhìn nhầm con gà là cái con thỏ. Không hiểu sao mình lại nhìn nhầm, trong khi hai con này nó không khác gì nhau cả, phải không? Trong khi hai con này nó không giống gì nhau cả. Mình bảo nó không khác gì nhau thì có mà chết. Rồi, bây giờ thì mình sẽ làm mà đấy đi. Ta sẽ làm một cái hòm như thế này. Không biết là mình có làm đúng hay không, tại vì mình nghĩ là đấy, ok. Bây giờ mình sẽ đào cái khốn nạn này ra. Đúng rồi, tạm thời thì mình sẽ lấy lại nước đã. Và cái đống này. Rồi. Đấy, ngon lành cành đào ngay. Đó chính là rồi, chính là rồi. Chúng ta có cái xô nước ở đây. Và mình nghĩ là tạm thời chúng ta sẽ phải bỏ nước sang bên này đi. À, chúng ta sẽ bỏ nước sang bên này để mình múc cái cục này vào đã. Múc, rồi, múc luôn. Ồ, nước của mình thật là phê lòi anh em ạ. Đấy, tiếp tục là mình sẽ đổ cái cột nạn này ra đây. Ấy, đảo của mình trông là có bắt đạn. À, bây giờ là mình cần một cái hopper ở đây và một cái nồi này. What? Và mình cần một cái nồi, ok. Đầu tiên là mình sẽ cho cái này xuống đây để nó hút đồ ấy anh em. Thực ra thì mấy cái này thì nó cũng dễ thôi, mà ở đâu nhỉ, cái hopper của mình biết rồi. À đây, nó ghi là cái phễu anh em ạ, trong khi nó là cái hopper. À, mình sẽ ấn vào đây, được chưa? Ok, bây giờ thì lại tiếp tục mình sẽ bỏ cái này vào. Rồi mình sẽ đổ nó vào đây đi. Rồi, bên này nữa. Ê, what the fuck, you bitch. Rồi, chắc mình sẽ lấp cái này vào. Lấp một bé. Ây đi Rick, đừng bảo với mình là nó lại không tạo ra được block nhé. Mình chỉ đặt cái hopper ở bên dưới thôi mà. What the hell. Rồi, mình sẽ múc lại này đi. Múc lại luôn. Ô sệt, kỳ lạ thật. Tại sao lại không ra block được nhỉ? Rồi mình sẽ đặt ra đây.
và sau đó chết rồi. À đúng rồi, mình hiểu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm sâu hơn tí. Rồi trời ạ, loằng ngoằng vừa lên luôn. Rồi xong rồi, thiếu chứ. Tháng 5 thì thôi mình sẽ lấp bằng cái ngọc lục bảo đi cho nó cứng. Đảo của mình mà đúng không? Đảo của mình nó phải khá khủng. Rồi một cái ở đây. Và mình sẽ lấp nó như thế này. Ok, mình sẽ tạm thời lấp nó như thế này. Đây giống như kiểu là cái để thử nghiệm thôi. Mình cũng chưa bao giờ làm như thế này cả. Nhưng mà tự nhiên mình lại chợt nghĩ ra đổ nhầm chứ, what the hell. Đắng lòng thật. Ai ép này, không biết bị mất đồ này. Rồi lại trở về đảo của bạn. Trở về đảo của bạn trong một sự ngu người. Đổ cái đổ nhầm anh em ạ. Khốn nạn vồn. Rồi Bây giờ nó còn khốn nạn nữa, đó chính là cái này nó lại bị tịt ở đây. Ok mà mình đã vừa đứng farm một lúc, bây giờ chắc là mình sẽ phải quy hoạch lại cái đảo của mình mất. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành quy hoạch lại cái đảo này một chút. Mình sẽ cho những cái đống cây này sang một chỗ để cho nó gọn, như kiểu là cái đống gì nhỉ, cái đống lúa của mình, đúng rồi, đấy cái đống lúa của mình. Tuy nhiên là quên mất tên của nó. Ok mà mình nghĩ là mình sẽ đập cái này đi. Ok. Và sau đó tạm thời thì chúng ta cứ để cái này lại, đập. Mình sẽ bỏ mình chỗ đi. Ơi lắc này. Rồi mình sẽ đập cái chỗ này tạm thời thôi. Và sau đó đất mình sẽ để đây. 1 2 3. Và ok, bây giờ thì đi làm một cái ấy. Mình sẽ làm một cái, mình cũng không biết gọi là cái gì, cái cuốc à, đúng rồi, nó là cái cuốc gỗ. Đào. Và mình có 5 cái hạt giống ở đây, chắc là sắp tới mình sẽ làm mấy thôi. Mình bị lag nhưng mà chắc là sắp tới mình sẽ phải làm cái máy farm như này, có vẻ là nó hơi mất thời gian đi thu hoạch. Ok. Và mình sẽ bứt tạm nó ở đây đã. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành mở rộng phần đảo này bằng mấy cái ngọc lục bảo. 1, 2, 3. Mình sẽ mở rộng nó ra bên hướng này để tiến hành xây dựng một ngôi nhà. Rồi. Một cái đây. Và một cái bên này nữa. Lúc đầu thì chắc là mình sẽ chỉ xây ngôi nhà bé bé xinh xinh đủ dùng thôi. Tại vì dù sao mình cũng là dân FA mà đúng không? Sống một mình quen rồi. Và mình vẫn còn cái ở đây. Mình sẽ làm thêm cái này nhé. Ok. Tiện thể thì mình sẽ mở rộng luôn thêm cái đường bên này. 2, 3. 1, 2. What the fuck. Rồi. Và mình còn gì nữa không nhỉ? À mình còn vàng này. Mình sẽ xây luôn cả bằng vàng đi cho nó nhanh. 1, 2, 3, 4. Hold up.